Hello, hello, xin chào cả nhà. Hôm nay em xin giới thiệu với cả nhà cây bông trang màu trắng, thân một cốt, gốc là bằng nửa cầm tay rồi nha các bạn. Đây, gốc bằng nửa cầm tay luôn. Cây này thì mình bán với giá là 500 ngàn. Cả nhà ai có nhu cầu mua thì hãy comment bên dưới giúp mình, hoặc là liên hệ số điện thoại ở trên tiêu đề. Lâu lắm mới có một cái gốc trang gốc bằng 2 phần 3 cùm tay mà lại là trang trắng. Nó có ý nghĩa tâm linh và giá trị kinh tế lắm nha các bạn. Tại vì cái gốc to như thế này là mình uống bonsai rất là tiện luôn. Và màu trắng thì có ý nghĩa tâm linh rất là hay. Nhiều người không thích màu trắng, nhưng nhiều người chuộng màu trắng và nhiều người đang đi tìm màu trắng. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ mình nhé. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.